có hàn khung, hàn sườn, hàn giếc tỉa ở chỗ nào chưa để em biết, em bảo các bạn trên này thôi. Đấy. Rồi đấy đấy, một tí chỗ ra máy. Rồi. Nhựa là có làm chưa anh? Anh chạy từ Đông Anh lên. Ngon không? Không kêu cái gì. Rồi. May mắn luôn đúng không ạ? Rồi. Ok, thì anh em mình nãy cũng đã xem qua rồi, thì anh Long lên đây bán cho bên em là bao nhiêu tiền? 26 triệu, nhưng mà em thống nhất là em giả là 23 triệu. Rồi, đấy. Đúng rồi, đòi 26 trước này thực ra là em vẫn nhớ. Rồi, có một 28 triệu cơ, xong rồi. Đúng rồi. Xong cái ngày đấy anh còn đang đòi bao nhiêu anh nhỉ? Anh đòi lúc đấy là đòi 32, xong em lại giả 28. 28 thì cái đây mấy tháng anh không bán. Vẫn nhớ, đúng rồi. Em lại giả cho đòi 26 em đòi giả 23. Có thời gian trôi đúng không ạ? Mà mấy tháng à? Bữa em giả máu thì anh lại không bán. Ngày xưa anh đòi 32, em giả 28 thì phải. Đấy, không bán. Hôm nay lên phải đòi lại 26 thì giả 23. Thế hôm nay không phải khen đâu, nhưng mà bác nào mà lấy con xe này là chúc mừng bác luôn đấy. À, thì đấy. Nhưng mà thôi, anh em mình ở dưới cũng xem rồi. Thì đấy, em giả 23 thì chắc là để cho em 23. Anh em mình cũng là không lên không xuống nữa, đúng không ạ? Đấy, để chốt một chiếc Jean Việt, máy Jean, sơn có tỉa một chút, tí em tả chi tiết, với giá 23 triệu cho anh Long. Nhưng mà xe này an ninh là đầy đủ hết, chính chủ tên mình. Chính chủ tên anh. Ừ, anh làm xe mà anh phải sang tên đó. Tên. Kỹ thế này. Mua bên Phú Thọ. À. Mua năm ngoái. Mua năm ngoái bên Phú Thọ. Mua 35 triệu đấy. Mua 35 triệu. Về giả có 32 triệu rồi đấy. Lỗ chả bán mang về đấy. Ngày xưa mua để đi à? Sao mà? Không, mua tính về để lại cho bên Hoàng Tiên, nhưng mà toàn lỗ. Ok thôi, không, nó là giá trị thực, nó là giá trị thực. Cảm ơn anh Lâm. Cũng là ủng hộ đấy, quay đi quay lại nhưng anh em vẫn giao lưu với nhau. Anh chào các anh em trên này đi. Rồi, vâng, mời anh vào trong nhà viết giấy uống nước, mời nước, mời trà. Jean Việt. Anh em nào đúng tầm đâu rồi, anh em nào quan tâm đến Jean Việt giá 2x rồi. Đây anh em nhìn quả nắp bình xăng đây. Ngày đấy không tự dưng bên em dám trả tận 28 đâu các bác ạ. Bác nhìn quả nóc này đẹp không ạ? Cả nắp bình xăng này, vì anh ấy chụp toàn chỗ đẹp này, nhìn phê luôn, ốc này đúng không ạ? Đấy, bản 21 thụt đen này. Đấy là về cái nội thất miễn chê rồi, đấu bo. Mời các bác xem. Đấy, máy zin nhá, em kiểm tra rồi, bản 2011 máy zin. Đây cũng là chia sẻ là bộ nan này là vào nó mới, nhưng mà các bác đi một thời gian nữa nó sẽ xuống cùng thôi, vì nó cũng không phải là đồ lô, nó là đồ Honda Goshi. Đây Goshi hết này, các bác nhìn này, Goshi này. Đấy, một thời gian nữa là nó xuống, trục vẫn xanh, đúng, trục nó vẫn xanh như này. Đây là những cái điểm cộng này, ốc đó. Càng với máy ơ thì thôi các bạn, các em vừa chia sẻ có dọn rồi. Đấy cái phần đằng trước, còn lại sơn nhá, sơn nhựa là zin nhá, yếm theo xe. Ra máy bên này là vẫn còn, đây này 2011 là vẫn còn. Các bác nhìn này. Đấy. Đó. Để chân bảng này, hộp xích này, cao su này. Đây, ốc chụp dầu anh em nhìn nó đẹp. Đây, đây này những cái điểm bác ấy chụp cái này, bác rửa bóng lên. Bảo sao em nhận trên điện thoại rõ cao. Nhưng mà đến nơi nhìn thì trả rẻ thì lại đi về. Đi về hôm nay thế nào? Hôm nay lại vui tính lại bán anh em ạ. Đấy. Sơn này, zin hết luôn. 88 Vĩnh Phúc, chính chủ anh Long, nên là nó cũng rất là dễ trong việc các bác có nhu cầu rút hồ sơ hay làm vấn đề gì nhá, liên hệ với chủ trực tiếp ở đây được rồi. Gìn lườn này, gầm, để anh quay cả gầm cho các bác xem. Về tem là zin nhá. Đây còn lại những cái chi tiết bác vừa bảo là đúng có một tẹo 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 chỗ này thôi, nó rôm rôm nên anh em này không đáng đúng không ạ? Không đáng giòn vàng này, chuẩn hết luôn. Hàng 2011. Máy 100 Jean Việt Nam, kim vẫn còn đỏ được đúng không ạ? Máy đây anh em nghe nào. Vâng ạ. Ngon. Thôi 23 triệu vừa nhập của anh Long. Bác nào có nhu cầu quan tâm thì cộng cho anh em 3 triệu rưỡi. Đấy, hàng nó cũng hợp lý, vừa tầm tiền. Với cái phân khúc máy Jean chính chủ, đồ có vào không đáng, cái bộ nan hàng xịn Goshi thì em nghĩ cái giá này nó là rất phù hợp. Các bác nhìn nhé, những cái viền pha hay cái mặt nạ này, những cái vị trí nó đều đúng không ạ? Jean Việt Nam. Máy thì em vừa test rồi. 23 cộng 3 rưỡi. Đấy, bác nào quan tâm thì liên hệ nhanh tay giúp em. Cũng mong các anh em cộng đồng mạng chia sẻ để một chiếc Jean Việt Nam cũng vừa mới nhập đúng không ạ? Về được đúng những anh em đang cần, đang quan tâm. Rồi, có bác nào quan tâm đến Jean Việt không ạ? Em mới đi, chị đang dở. Vâng, ok. Jean Việt thì nó là rất hợp lý rồi. Anh em có nhu cầu bán hoặc mua thì cứ liên hệ anh Đình Thái. Cộng thế thì bên em làm thế nào được anh? Anh Nguyễn Thành Vinh.
Đâu anh có một chút thôi anh ạ, cũng đã kiểm tra rồi. Bữa trước thì còn trực tiếp giám đốc kiên xem cơ. Trả giá đấy là anh kiên trả đấy. Đây anh ạ, có cái bộ này. Vẫn giải thích một lần nữa nhá, có hàng này thôi. Còn các bác có thể xem những cái đồ của đằng chi tiết từ tay nắm này. Đấy, hàng nó là đúng theo liền lạc luôn đấy bác ạ. Đây. Đồ này, anh em nhìn này, ốc này. Lại một lần nữa nhá, tem này, đấy, lườn này. Anh em nhìn các cái tán lườn không? Nhất là cái nắp bình xăng nữa đúng không ạ? Anh em mình xem lại cái nắp bình xăng để thấy nó đẹp thật sự, lườn lóc nó xứng đáng luôn. Đây, các bác nhìn này. Đấy, nắp bình xăng này vẫn còn tem Honda này. Các cái chống sơn này. Đấy, ốc này. Đẹp thật sự đấy các bác ạ, hàng nó là thật. Đấy, anh ấy cũng là thợ xe, bên em cũng là thợ xe. Còn giám đốc Kiên cũng đã từng xem rồi nên những cái sản phẩm này các bác có thể yên tâm là cái độ chắc chắn, chất nó xứng đáng đúng không ạ? Rồi, Jim Việt đúng không ạ? Rất nhiều các bác quan tâm. Đây. Còn XI 135 xanh, anh Chiên Nguyễn, chút em lên XI 135 nhá. Rồi, 26.500.000 chiếc Dream vừa rồi các bác nhá. Đấy. Thôi cũng để giao lưu ạ, em cộng như thế cũng hợp lý mà các anh. Sếp em bảo rồi, đông đông nhân viên mà. Đấy. Lâu lâu mới có những chiếc Dream nó hợp lý thì cộng cũng phù hợp đấy ạ. Rồi, lại tiếp tục những chương trình. Anh em lên được. Có anh Tuấn Nguyễn tí thôi mà. Sếp mới gọi để chứng minh thư cho con. À thế ạ. Chưa đi làm. Quên, không bận quá. Rồi. Đấy. Đấy. Chiếc Dream Việt Nam tiếp theo anh em nhá. Là anh em nào quan tâm dịch Việt Nam xong là anh Hà Trường. 265 anh ạ. Ừ. Ra là nó cũng là thực tế, bọn em là mua thật, bán thật cũng rằng co từ những cái ba mấy xuống đến mức độ đấy các bác biết vài tháng trời chứ không phải là một chốc một nát mua được ngay đâu. Quá trình hai bên đưa đỏ đẩy, anh đến rồi em ra tiếp rồi anh về xong anh lại quay năm. Lại. Đúng không? Em giả con ấy 25.500. Chốt là 265 anh em nhá. Bác nào nhanh tay thì liên hệ giúp em thì sản phẩm thật sự nó cũng anh rất xứng đáng với sản phẩm. 26.500.000 con vừa xong anh em ạ. Giờ đích 2011 hiện tại em còn nhá anh em nhá. Còn một con 2110 bản 2011 bản còn cũ đấy ạ. Vâng. Chiếc Dream Việt Nam tiếp theo cho anh em đấy ạ. Và anh em nào quan tâm những dòng xe Dream Việt Nam thực ra Dream Việt Nam anh em biết rồi. Bán hàng vẫn là đỉnh, vẫn là rất là nhiều anh chị em quan tâm những dòng Dream Việt Nam. Và nhà em thì không thiếu nhá. Em vừa test buổi sáng đâu đó nó có tới tận mười mấy chiếc Dream Việt trong nhà, không ít tí nào, nhiều như vậy các bác tha hồ lựa chọn mà nó rơi vào những cái phân khúc giá nó rất hợp lý từ 40 trên dưới 40 xuống trên dưới 20 đều có cả. Đấy, anh em thoải mái lựa chọn. Rồi, chiếc Dream Việt này cũng đời 2011, hàng thì có thể nó không sáng bằng nhưng nó bù lại được biển Hà Nội. Đấy, câu chuyện của những chiếc nhũ Dream Việt Nam các bác có thể xem bao giờ cũng thế, có đĩa càng mai ơi. Còn đây cái nguyên bản của nó thì nó chưa được xanh như chiếc vừa rồi đúng không ạ? Các bác có thể thấy ngay đấy, cái độ đẹp độ thật giữa các xe nó rất dễ. Chân nan thì nó còn, vành còn, càng mai ơi có tỉa. Đấy, nhựa cũng là nhựa Dream. Đây, máy anh em nhé, xe máy này, giòn cờ vẫn còn, những hàng Dream Việt máy Dream rất vừa vặn tiền thôi, 27.500.000 ra máy còn nguyên bản. Toàn những cái phân khúc giá nó rất dễ cho các bác có thể tiếp cận khi sở hữu những chiếc Dream Việt Nam mà cũng là một thời rồi. Những chiếc này nó đã gọi là Dream huyền thoại, em nghĩ là được vào gọi được. Vành gô xi chân nan này, bộ trục giật sau còn hết nhá, thụt trục giật sau đều còn hết 2011. Rồi, biển số xe 29N1 Gia Lâm anh em nhé, 13022. Dạ vâng. Dream Việt Nam 2012 em. 2011 chị ạ. Vâng, sorry anh em, 2011. Máy như chiếc vừa rồi. Vâng. Vẫn là máy Dream, chất. Hình hài thì nó cũng không đẹp bằng con kia, đúng không? Thì nó lại được biển Hà Nội đấy. Đấy, nó có lý do cả các bác 275 đây các bác cùng xem tiếp theo này. 27.500.000. Những bác sẵn biển Hà Nội thì có thể lựa chọn đây, những cái đồ nó đều là thật nhưng mà để nói đẹp như chiếc vừa rồi thì nó được cuối một tí. Nhưng tiền nào của đấy, biển Hà Nội thì nó phải mua cao hơn rồi, đúng không ạ? Đây trục giật sau đều nguyên, bô 2543 một cây bô mới vào này. Ra máy này, vẫn còn. Đúng không ạ? Hiếm đồ, cái nắp bình đồ này, các bác nhìn này. Rồi, quay cả gầm cho các bác xem, gầm lườn để các bác có thể tiện trong việc chọn. 27.500.000 một chiếc Dream Việt Nam 2011 máy còn zin. Đồ đấy. Đà thì đã quay chi tiết một vòng cho anh em rồi. Hiện tại là đang sơn nhũ đúng không ạ? Zin trừ cái bộ càng trước mai ơi trước. Da với đẹp những ơi. Tầm tiền em da chia sẻ với những cái tầm tiền 30 triệu không có nhiều. Hả?